mấy chục năm rồi anh? Này nữa là thứ ba. Đời thứ ba rồi. Dạ. Anh chăm nó là má, má chăm nó là con. Dạ, truyền ba đời luôn rồi cả nhà, thì mọi người biết cái lò bánh nó uy tín cỡ nào rồi đó. Dạ. Để chú cái Thảo quay cái biển hiệu bên ngoài có số điện thoại á, có địa chỉ luôn, thì cô chú anh chị nào ở Tân Châu mình muốn lấy bánh á, thì mình có cái thông tin của cái lò bánh. Có ở ngoài các bạn. Bánh tằm ở đây cả nhà thấy không, khi mà hấp xong công bột nó nhìn nó rất là mướt mát, bánh mềm á. Đây là địa chỉ của lò bánh tằm bánh hỏi Hồi Hương này cả nhà.
sở bên tầm này mà dài ngắn là tùy cái người thờ này, họ ngắt lại này. Dạ. Ví dụ muốn dài thì để cho nó dài, còn muốn ngắn thì mình ngắt ngắn. Như bò bọn mình già uống đều. Dạ. Hấp một mẹ bánh vậy là mất tầm, anh nói khoảng 6 phút đó cả nhà. 6 phút không được. Bột gạo nhà từ xay luôn. Xay luôn. Mình làm bánh tầm nó mới ngon. Nó gõ nước mình đồng tầm. Dạ. Chính rồi đó cả nhà. Bánh mới ra lò nóng hổi luôn, khói nghi ngút. Thank you.
Bánh mình là có giao đi Sài Gòn đâu không chị? Có, giao Sài Gòn Bình Dương rồi. À, giao Sài Gòn Bình Dương rồi luôn hả? Dạ. Và cái đó mình gửi xe đi hay sao chị? Dạ đúng rồi, gửi xe Bình Dương thì có xe, còn Sài Gòn thì gửi xe thành luôn. Dạ. À, cả nhà ơi, lò bánh hỏi á, thì bánh tầm bánh hỏi thì có thể giao đi Sài Gòn Bình Dương luôn á. Cô chú anh chị nào mình xem cái video của Thảo á, mà muốn ăn bánh tầm Tân Châu á, thì mình có thể gọi điện thoại. Cái số điện thoại Thảo có quay ở ngoài bảng đó, cái số đó đúng không chị? Dạ đúng rồi, hai số đó thì cô chú anh chị mình gọi số nào cũng được. À, thì Thảo cũng biết là thì khi mà mình cứ gọi điền đi rồi thỏa thuận giá cả rồi tiền xe tiền cước làm sao đó, thì nếu mà được thì mình đặt bánh ở lò ở đây ở Tân Châu. Cái đó là mình giờ nào mình gửi cũng được hết hả chị hả? Dạ, xe Bình Dương thì có chuyến 12 giờ với 4 giờ. Dạ. Còn Sáng lúc 10 giờ sáng rồi tối 5 giờ tới chiều. Dạ. Cô chú anh chị nào mình cứ muốn ăn bánh tằm thì mình cứ liên lạc qua số điện thoại Thảo có quay đó để đặt bánh. Bánh tằm xe tay miền Tây này cả nhà, ngon quá trời luôn á. Ở bánh tằm xe tay ngon lắm. Mình trộn đều á, ăn rất là ngon luôn á. Rồi. Bánh ít trần này, mềm, dẻo. Ngon lắm á cả nhà. Bánh đúc này cũng ngon.